Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp touring có giảm xóc, khung carbon, được trang bị bộ đề DOG, bộ đùi đĩa trục rỗng, bánh 700c, toàn bộ phần khung thì được lên từ carbon. Thương hiệu CX Ru, toàn bộ phần khung full carbon. Trang bị bộ đề cũng khá là cao cấp, ở dòng Shimano là DOG. Đùi đĩa trục rỗng một đĩa. Và như các bác cũng biết thì những chiếc xe đạp có giảm xóc hay là những chiếc địa hình bây giờ thì họ sẽ tối giản những cái đường đĩa, tối giản những cái đĩa chỉ còn một đĩa và bộ líp cực kỳ lớn, vừa hỗ trợ đi đường bằng mà vừa hỗ trợ đạp những con đường núi đồi dốc rất là tốt, không cần phải nhiều đĩa như những chiếc đời cũ. Họ đã nâng cấp bộ đề DOG với 10 tầng lip và một đĩa cho 10 tốc độ khác nhau. Ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông rất là dài, tạo cái cảm giác lái rất là tốt và cực kỳ là an toàn cho người sử dụng. Bộ phanh dầu của Techo và tay bấm cũng của DOG, nó khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái. Thì cái giảm xóc là giảm xóc hơi, giảm xóc hơi. Bánh 700c. Rơ bi vòng. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 43 cm, và khóa yên với tâm cổ phốt 59 cm. Thì cái chiếc xe có cái gióng ngang nó cũng khá là cao, cho các bác từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 75-76, khoảng 1m80 thì phù hợp. Chuyển động rất là mượt mà. Cái giá bán của chiếc xe này bên em đang bán mức giá chỉ có là 10 triệu rưỡi cho một chiếc xe đạp touring có giảm xóc, cực kỳ phù hợp cho các bác đi thể dục ở trong phố hay là những tuyến đường bình thường hàng ngày, và có thêm cả giảm xóc hơi để đi những con đường gập ghềnh nó được êm, khung carbon. Chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ có là 10 triệu 500, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.